mẫu thiết kế độc đáo China Doll Case của nhà thiết kế Ami Jokovic đến từ Hồng Kông là một sự dịch chuyển đương đại của sườn xám truyền thống. Kết hợp những mẫu in với các lớp ren và lụa gấm, bộ sưu tập Four Seasons of Play phá cách của cô tạo nên sự hòa quyện sang trọng giữa phương Đông và phương Tây. The unique design China Doll Case from Ami Jokovic designer from Hong Kong is a contemporary interpretation of the traditional pipao, combining the modern prints with a layering of tulle and brocade silks. Four Seasons of Play, the extraordinary collection, creates a luxurious version of East and West. Chào đón xuất hiện trên sân khấu đại diện của quốc gia Hồng Kông, nhà thiết kế Ami Jokovic thương hiệu China Dolls. China Dolls came from Hong Kong with the designer Ami Jokovic.